đã chính thức là vợ chồng của nhau, và cho phép tôi được thay mặt hai người xin phép tới các cụ, tới các bà cũng như là toàn thể quý quan khách, hãy để một điều và chia sẻ của chúng ta dành tặng cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào, thật dài và thật lâu hơn ạ. Nếu một ngày chúng ta không cổ vũ cho nhau thì ạ, không cổ vũ nhiều tình cảm chia sẻ hãy thể hiện tình yêu mình nhá. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là do quá bia lời và xúc động nên chú rể của chúng ta không nghe rõ lời của tôi nói ạ. Tôi nói là tôi xin phép một nụ hôn thật ngọt ngào, thật dài và thật lâu. Vậy mà tôi vừa mới quay ra, quay lại cái thì xong rồi. Anh phó nháy về và anh còn chết không kịp rồi. Như vậy có chấp nhận được không thưa quý vị? Chưa được đúng không ạ? Vậy vậy thì chúng ta hãy cùng cổ vũ cho một nụ hôn thật ngọt ngào, thật dài và thật lâu nha. Vâng, đấy mới là một nụ hôn ngọt ngào và đấy mới là một nụ hôn lãng mạn. Thưa quý vị, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, và kính thưa quý vị, một thể không duyên thì nợ.